Dạ. Con nghe nội nói nè. Dạ, con nghe. Cha mẹ con mất sớm, nội chắc là không qua khỏi được. Con cố gắng giữ kho báu của gia tộc để lại nghe. Dạ nội. Không kịp nữa rồi, con quay lưng lại đây cho nội. Dạ. Con hãy theo tấm bản đồ này mà đi tìm kho báu. Dạ. Con nội, nội dạy tiếp đi nội. Nội, nội dạy tiếp đi, sao nội không dạy? À, nội, nội ơi, nội. Mấy chị chưa khùng chứ mấy chị tỉnh táo lắm phải không? Đứng lại gà. Bắt gà. Gà ơi. Bắt gà lại. Gà, đứng lại gà ơi. Gà. 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 Bắt gà lại. Tới luôn nè. Rồi chúng tiền, chúng tiền, chúng tiền cho tôi đi. Chúng tiền đi. Đây, hai lượng nè, hai lượng nè. Tí cái gì? Tôi tuổi tỵ mà. À, à tí là y tá đó. Rảnh quá. Hồi nãy giờ có thấy gà đâu không? Tôi không phải làm gà. Tôi không có nói anh làm gà. Ý tôi là có thấy bệnh nhân tên gà đâu không? À, nhưng mà đối với cô, tôi sẵn sàng làm gà. Hãy ăn thịt tôi đi nào. Muốn làm gà thiến không? Ê, đừng có thiến. Tội nghiệp vợ tôi lắm. Tôi nghĩ là vợ anh cũng không có cần đâu ha. Trời, cô càng chửi càng mắng nhiếc tôi. Cô càng xinh đẹp càng quyến rũ thế nào? Cho tôi hôn một miếng đi. Anh nhìn tôi anh chưa ngán hả? Ngán cái gì? Nhìn ngon quá mà. Cho tôi ăn một miếng đi. Buông ra, ra. Khùng quá hả? À? Biết khùng mới vô tâm thần chứ. Thằng nhóc gì đâu rồi? Mình là giết mày đó. Thả ra đi. Thả ra. Đừng có làm cái lại nghe chưa. Mày tên gà đúng không? Dạ. Mày làm gì mà để cho mấy đứa tâm thần dí mày, rồi bác sĩ y tá cũng dí mày vậy? Tại mấy người đó tham lam quá. Mày khùng hả mày? Mày nhìn lại mày coi, có cái gì quý giá không để người ta tham lam? Có. Có là có cái gì? Có gì? Ủa mà hai anh là ai vậy? Tao tên Đâm. Tên tao là thằng Thọt.
tên nghe thấy ghê vậy. Nhưng mà tụi tao là người tốt. Bảo đảm với mày rất tốt như là chuyện khác nữa. Không có hại mày đâu mày lo. Họ tưởng nói đâu. Nói đi. Nói đi. Nói đi mà. Nói ra nó giết ba mình luôn á. Gì ghê là gì, nói ra lại giết ba mình lại gì, mày cứ nói đi. Hồi tôi không nói đâu. Mày nhất định không nói đúng không? Không nói đâu. Kêu y tá bác sĩ bắt mày. Ừ, bắt nó lại đi. Ê, 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 ê. Cái gì? Tôi có kho báu. Cái gì? Cái gì? Mày có kho báu. Thiệt luôn. Kho báu thiệt luôn đó hả? Ừ. Mày đúng khùng luôn rồi mày ơi. Bởi vậy mày vô đây là đúng rồi. Khùng, khùng, trời khùng. Trời ơi, mày ghê ghê lắm. Cuối cùng dí mày là đúng rồi. Thằng khùng. Dẹp đi. Kho báu. Thằng tôi có kho báu, có kho báu, có kho báu nè. Ôi. Trời ghê chưa. Wow. Trời ơi, ở đâu nó có cục vàng này vậy? Của ông nội tôi để lại á. Ông nói cái này nằm trong kho báu. Còn nhiều lắm. Cái này chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi à. Trời ơi, nhiều khi nó có kho báu. Trời ơi, mình lọt vô kho báu này là mình giàu to luôn á. Nhưng mà tôi còn cái bản đồ qua bên đó lấy nữa. Hả? Có bản đồ tới kho báu đúng không? Trời ơi, bản đồ luôn. Cho tụi tao coi coi. Đâu cho coi bản đồ coi. Nè. Wow. Trời ơi. Làm gì bản đồ để nghe mông vậy ba? Gì kỳ vậy ông nội? Ông nội tôi sợ người ta thấy á, nên trước khi ông mất á, ông vẽ lên mông của tôi á. Vậy kho báu là ở đâu? Ngay điểm mít đó. Vậy là muốn tới kho báu này là phải qua mấy cái đảo này, mấy cái quần đảo này hả? Gì vậy? Cái đó không phải đảo. Chứ gì? Kẻ. Trời. Này này này, còn phải qua thêm 3-4 cái núi nữa nè. Gì nữa vậy? Bụng ngọt. Trời, sao mày ở dơ dữ vậy mày? Không dám chùi, sợ nó bài mực. Vậy là điểm biết đây là kho báu hả? À, mà anh làm gì ở đây vậy? Hả? Vậy? Đi vô đây luôn. Bắt vô đây, bắt vô đây. Bắt vô đi. Vô. Im lặng, im lặng. Nãy giờ cô Đình, cô biết hết chuyện của tụi tôi rồi đúng không? Không, tụi đâu có biết gì đâu. Cô đừng có xạo. Đứng kế bên Đình mà nãy giờ mà không biết hả? Tôi nói thiệt. Cậu biết hết mọi chuyện rồi đó mấy anh. Bắt con luôn đi. Đúng rồi, biết hết chuyện tụi mình rồi. Phải bí mật mới được. Bắt theo luôn. Đúng rồi, đi. Bắt theo luôn đi. Cứ vô ích mà thôi đi. Bắt theo. Trời đất ơi, đâu hết rồi cái bệnh viện bây giờ vắng que vậy trời. Cái bệnh nhân tâm thần đã khùng hết trơn rồi. Đi. Đi tả đâu hết trơn rồi. Bác sĩ. Hả? Em mệt quá. Trời ơi, mệt mà thở cái ghê vậy. Có bắt được bệnh nhân không? Dạ không. Trời ơi, nhờ cô có nhiêu đó chuyện à, cô cũng không xong nữa. Không phải, cái bệnh viện này nó lớn quá, em kiếm không ra. Cái chà, cái áo. Áo gì? Cái áo. Cái áo của tôi. Trời ơi, bệnh nhân để bảo vệ bác sĩ. Lột cái áo ra cho tôi. Buông ra. Không có buông. Trời ơi, lột ra cắn đi. Buông. Bây giờ tôi buông. Cái gì? Buông ra, buông bác sĩ. Giữ lại. Bình tĩnh. Trời ơi, y tá ơi, cô đối xử với bệnh nhân vậy đâu có được. Bệnh nhân là mình phải nhẹ. Tôi là bác sĩ nè. Im đi. Không có im. Đối với bệnh nhân tâm thần mình phải lịch sự đàng hoàng. Dạ, cô dạ. Đừng có như vậy. Dạ. Cô là cô càng mà bạo lực là người ta sẽ càng bốc đồng lên, cô hiểu không? Ê Thọ. Gì? Tôi nghi cục vàng nãy là giả quá. Đồ giả hả? Ờ. Có đâu. Đồ thiệt á. Tao nãy nghiên cứu kỹ lắm. Đâu? Nè. Ôi, trời. Sao bẻ gãy luôn mày? Cái này cục mũi cục vàng gì? Trời. Giờ sao? Ai biết sao? Ôi, cứ để cho dòng đời cũng trôi đi. Nhiều khi nó có kho báu thiệt, mình đổi đời sao? Đúng rồi đó, tao với mày đi đến bước đường cùng rồi. Bây giờ tao phải trốn khỏi chỗ này đi. Ở đây biết tao mày khùng luôn á. Thôi cứ giúp nó trốn ở đây rồi tính gì tính. Thôi đi, bộ này dùng đi. Coi cách tôi xử lý với bệnh nhân sao nè. Đây nè, trước tiên cô ấy chích một mũi Lenormaxi vào đây. Sau đó chích một mũi Cristiano Ronaldo vào đây cho tôi nha. Bảo đảm bệnh nhân sẽ bình tĩnh lại liền. Đừng bao giờ dùng những cái hành động bạo lực với bệnh nhân, cô biết chưa? Nè, tôi nói biết nha, tôi là bác sĩ nha. Tôi em là đi, bác sĩ nè. Bác sĩ ăn mặc kỳ cục vậy? Đúng rồi, bác sĩ gì đâu, đồ đâu? Đồ. Đồ đây, chưa quên đồ đâu? Đồ, đồ đây đâu nè, à? Đây. Nè, chuyên gia ăn cắp đồ của tôi nha. Bao nhiêu cái áo bác sĩ đều ăn cắp của tôi hết. Để lại bộ đồ này tôi không mặc, lấy gì ra được. Cái gì vậy? Cái gì? Tôi là bác sĩ, phải bảo vệ tôi. Trời ơi, thôi đi, bây giờ là em mới vô làm ngày hôm nay. Cho nên là em không biết được ai là bác sĩ hết trơn á. Cô hãy niệm thần chú đi, nếu ai là bác sĩ thì người đó sẽ tự động nhức đầu thôi. À, em hiểu rồi, để em niệm thần chú. Nicolas, Nicolas, ai là sĩ bác, ai là sĩ bác. Sĩ bác là gì? Là bác sĩ á. À, nhức đầu quá. Làm sao có chuyện mà bác sĩ mà bị nhức đầu? Tại vì tôi chính là ngủ không.
Cái gì? Kêu tôi nghe niệm thần chú, đầu tôi nhức băng 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 băng. 500 năm trước tôi đã đài với Ngũ Hành Sơn kia. Ngọn Ngũ Hành Sơn đó, hãy nhìn đi. Tin tôi chưa? Dạ, vậy bây giờ là em biết ai là bác sĩ, ai là bệnh nhân rồi. Đúng vậy, hãy bắt bệnh nhân này lại. Dạ đúng rồi. Tôi chính là Ngộ Không biến hóa thành bác sĩ đây. Đúng rồi, mình phải bắt bệnh nhân lại đúng không bác sĩ? Ủa tôi bắt lại. Dạ, em bắt lại cho. Vậy? Bắt bệnh nhân này lại. Ê. Mọi người ơi, bắt bệnh nhân lại. Đừng giỡn với tôi nha. Sao rồi, các con thấy không? Không thấy, không thấy không? Trời, tôi thấy, tôi hỏi mấy cô làm cái gì? Mọi người ơi, bắt bệnh nhân. Y tá bảo vệ đâu? Ủa? Vậy mà tìm hoài tôi không có thấy. Bác sĩ Nam kìa. Ở đâu vậy hả? Rồi, chạy ra đây. Tôi chính là Michael Jackson đây. Chích nó đi. Chích. Bà, ui da, trời ơi, bà chích tôi. Nè, tất cả hai em lặng đi. Bên này. Tôi chính là Michael Jackson đây. Nếu người ấy không yêu em như em đã từng yêu, thì em hãy xem như đó là một trò chơi. Một trò chơi. Ông này là nhạc sĩ đây. Ở cái bệnh viện này, làm sao có thể thoát khỏi tay tôi? Canh chừng cẩn mật 24/24. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ha, ở cái bệnh viện này không có một bệnh nhân tâm thần nào có thể thoát khỏi bàn tay của ta được. Y tá bảo vệ đâu? Dạ. Bắt bệnh nhân nhanh lên. Bệnh nhân. Dạ. Bà ở lại đi. Bà không biết ai là bệnh nhân, không biết ai là bác sĩ, ở lại đi. Dạ. Anh ơi, tôi chào anh, bên em đang có việc khuyến mại lớn nè. Cái gì vậy? Gói Facebook data nè anh. Facebook data hả? Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Hả? Cái gì đây kìa? Cái lẽ cái thôi. Bác sĩ, em cái đây nè bác sĩ. Bắt cô y tá lại cho anh. Bắt y tá lại. Chính nó là người thả bệnh nhân ra, nó nhiễm bệnh rồi. Về chích cho nó một mũi cho nó tỉnh ra. Hiểu không? Hiểu. Bắt nó lại. Anh ơi. Dạ bên em đang có việc khuyến mại lớn nè. Đang gấp. Dạ, mời anh vào coi anh. Đang khuyến mại hả? Khuyến mại lớn lắm. Lớn luôn hả? Lớn lắm, anh xem. Được không? Đúng rồi. Có khuyến mại nè. Khuyến mại sao? 12. Ôi, cái này ngon nè, mua cái này được. Ôi. Cha, giờ này làm lớn. Cái này hay lắm. Chịp. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại, hai người luôn đi. Vô, đừng có suy nghĩ gì nữa, đẻ.
lẹ. Que cao quá. Không siêu, không siêu. Có người vô thở đâu, có người vô thở đâu. Hay quá, cái này được cứu rồi. Ủa, hai đây. Tôi đi theo. Vô thay đồ. Dạ, không, không, vô cổ Vũ, vô cổ Vũ. Lẹ lên, lẹ lên. Ê, giận sao? Trời ơi, đâu giận? Tôi giờ biết bóc bánh gì đâu trời. Một ông thì bụt bự. Đó, một ông thì tướng ngon nhoi ốm nhách. Cầu thủ không ra cầu thủ. Không xem quý vị, không xem thưa quý vị. Bè cầu thủ đó để vô sân rau, rất đoàn kết với nhau. Bè người đã nắm tay trên sân rau, giống như lê. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ké ngày thén. Dấu chân sự. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Vâng, trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt. Cầu thủ số 99 lần đầu tiên có bánh rồi. Có bánh đâu? Chân, 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 chân. Chạy. 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 Chạy, chạy, chạy luôn hả? Ô, sao anh đi luôn rồi? Trời ơi. Nước, uống nước, uống nước. Đá cái gì kỳ vậy? Cái thể loại gì chứ không phải thể loại cầu thủ. Ê, che, che giùm tôi cái đi, coi chừng ta thấy tôi đó. Ê, 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 ê. 18. Đá đâu, đá đâu, đá đâu, đá đâu. Chà, chà, chà. Ô, hùi, sao anh đứng múa quyền luôn rồi? Chà, 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 chà. Trời ơi, tao kêu mày đá banh, mày vô mày đá mày võ làm cái giống gì? Trời ơi, chết tôi rồi. Tôi nghĩ đây là một cái phong cách của những ngôi sao trên thế giới. Lại ngôi sao nữa hả? Một lần tôi để xem cái trận cầu kinh điển của Messi về Real Madrid thì tôi đã thấy Messi đứng ở ngoài sân với anh Hữu Quyên. 25, kèm ngươi. Vô, kèm chặt vô. Không chỉ trên sân sôi động mà ban huấn luyện cũng đang rất là sôi động. Hả? Ban huấn luyện đang chỉ đạo cầu thủ số 25 làm gì đây? À, kèm người. Chống tay. Sao ra kèm thủ môn luôn rồi? Chống tay. Mày kèm cầu thủ mà em kèm. Mày kèm thủ môn làm cái gì? Tôi kèm chắc rồi đó. Chống tay. Vâng, thưa quý vị. Đội Mobifone đã kèm ngư. Chị xấu kìa, phản đó đi. Rất là chắc. Về trọng tài đã kèm kịp rau. Một thẻ vàng chắc chắn rau. Cái gì vậy? Cho thủ môn quá nhau. Phản tôi. Cái gì vậy? Trọng tài có vẻ như là nghe ngăn tức ửa vì cái chèo keo của Tấn Trương. Nên là để cho anh một cái thẻ vàng ra. Phạm Đơn. Hay lắm. Gán lên mày đôi. Gán lên. Vâng, thưa quý vị, đó là một cơ hội rất lớn cho các cầu thủ Mobifone. Thực hiện cú sút phạt đền này là cầu thủ số 99. Nghe hiểu còi nha. Ê, không được chen ngực. Trời ơi. Ôi da. Vô đầu hối sợ. Mấy anh ra. Sút đâu không sút, sút đúng mắt thủ môn là sao? Nó... còi chưa thổi mà. Ủa, phải thổi còi hả? Không thổi sao đã? Ông không biết đá gì ra đi ông nội. Nghe có những vấn đề trên sân trong lúc này. Vô. Người thực hiện cú sút lại này là cầu thủ mang áo số 18. Nghe còi nè. Số 18 có vẻ là con số may mắn của cầu thủ này. Trời ơi, sút quá trời. Ấm nước mẹ đôi giày rào. Đá banh sao không cột dài? Giỡn gì? Ra đứng dài. Đi ra. Ơi, những cái sự đau đớn. Đổi người khác vô đi. Anh trọng tài cho đá lại nào. Trọng tài cho đá lại nào. Đá lại nữa hả? Qua ra. Trọng tài gì thế? Tính quá vậy. Vâng, có vẻ như là để trọng tài thiên vị cho Mobifone. Trời. Trời ơi. Chiếc giày để cứu đội Mobifone thêm một lần nữa. Một cơ hội rất lớn cho cầu thủ của đội Mobifone. Ê, 25. Cơ hội cuối nha. Đẩy đi. Nghe hiểu còi nha. Nghe hiểu còi nha. Hả? Nghe còi. Thổi mới đá nghe. Trọng tài người Lào Cai đang rất là nóng nảy. Thổi còi nào. Anh ta sẽ xuống như thế nào đây? Mày chấp mày đá luôn á. Ngon đá với mặt tao nè. Qua trao. Cho luôn rau. Qua trao. Đúng là thánh nhỏ rau. Tấn Trường nhỏ quá rau. Không veo rau. Chưa hết bóng. Chưa hết bóng nữa hả? Bóng lăn vào lưới nào đấy rồi, trời ơi, vào tuyệt quá, rất bất ngờ cho đội chủ nhà. Ly,
Sao sao thấy không anh? Thấy không? Mới thấy đây mà nó chạy hướng nào vậy? Bây giờ bình tĩnh sao? Tất cả bình tĩnh. Tất cả hay chia bốn phương tám hướng kiếm bằng được cho tôi. Chia ra. Làm gì vậy? Tính châm gác hả? Mà khùng hả? Tôi bác sĩ đi châm gác hả? Bác sĩ và mặc đồ gì vậy hả? Đi! Nè, tôi cái thời gian tôi nói là như vậy. Đi! Tôi chỉ kiếm người thôi. Đứng đây làm cái gì? Không châm gác đứng đây làm cái gì? Tôi là thằng mà vào quá. Biết không nào? Trời đất ơi! Làm gì đây? Ủa, hai chị Bảy? Đang đi mừng hả? Ờ, đi bà nào tới đây. Không có đi bài nào chăng á? Tới trong rác của bà. Đi! Trời ơi! Rác của ăn cắp của anh ta đó hả? À, lại trốn đây nữa. Làm gì đây? Trong rác không? Cho nó mời á, xí tùng. Cho trong rác không? Để đi! À, còn hai người này nữa. Rồi, hai người này nữa. Rủ nhau đi trốn ăn giờ ông mua cắp rác của tôi phải không? Chơi vui lắm, hai đứa có chơi vui lắm. Cắp rác nào, phải không? Đi, 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 mau, đi. Hây, hây, hướng nào bây giờ? Ổn chưa? Tới rồi. Chào mừng các bạn đã đến căn biệt thự của Đâm và Thọt. Nơi đây là nơi an toàn nhất trên thế giới. Yên tâm đi, đừng có sợ nữa. Ý nó nghe nè, mình vô tắm rửa thay đồ đi chứ thú quá. Vô nhà mình mà. Mấy anh. Dạ. Mấy anh nghe tôi nói nè, mấy anh theo tôi về bệnh viện đi. Chứ mấy anh đang bị bệnh mà ra ngoài nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, tụi tôi bị bệnh gì đâu. Tụi tôi có khùng tự nhiên về bệnh viện chi nữa. Đúng rồi, có cô khùng thì có cô tiếp xúc những bệnh nhân khùng giờ bị lây theo đúng không? Mấy anh không bị khùng thì vô bệnh viện tâm thần làm cái gì? Tụi tôi có lý do riêng của tụi tôi. Lý do gì mày? Hả? Chị càng ứng vàng, chị càng ứng vàng. Xe đôi cánh, xe đôi cánh. Muốn ứng vàng thì mày. Thôi! Muốn vàng thì mày. Thôi! Tao biết ngay là tụi mày giả điên giả khùng để trốn nợ tao mà. Khùng thiệt mà. Cần chiếm chiếm chiếm. Cần chiếm chiếm. Ê! Hai thằng khùng. Biết cái này là cái gì không? Ui, cái đó đâm lòi ruột á. Tao cắt lưỡi hai thằng mày á. Hát nữa đi. Em khổ anh quá mà anh Tuyên cho điên. Tụi em biết là tụi em thiếu nợ anh. Nhưng mà từ từ tụi em trả. Tụi em sợ tụi em trốn vô bệnh viện kiếm theo em nữa làm sao. Tụi mày còn nhớ tên tao là Tuyên chó điên hả? Trời ơi, tao đang đứng tưởng mà sao không nhớ được. Một khi tao đã điên rồi tao thừa sức giết chết tụi hai thằng mày. Tụi mày biết rồi đó. Bây giờ có trả nợ cho tao không? Không trả tao giết tụi mày đó. Gì mà đâm giết ghê quá vậy? Mày là thằng nào? Hay đừng gì tụi em, tụi em có kho báo. Thế thôi, cái gì? Dạ đúng rồi, tụi em có kho báo. Kho báo? Tụi mày có kho báo? Không phải, mày có. Thằng này có, thằng có kho báo. Thằng này có kho báo. Thằng này có kho báo. Thiệt luôn hả? Ôi da, hàng là mày đang diễn với tao nữa hả? Giả điên giả khùng nữa hả? Không có diễn gì hết. Nè, mặt tỉnh queo. Khúc này tỉnh rồi ông nội. Tỉnh queo. Lúc tỉnh lúc điên không biết ta. Em có kho báo thiệt á. Mày có kho báo? Dạ. Kho báo của mày đâu? Kho báo... Cho coi đi. Cho coi đi. Cho coi ha. Anh xúi em á. Của em nè. Mày giỡn mặt với tao hả? Cái kho báo này á tao cũng có vậy. Ê, gà. Lộn rồi. Ê, chết em lộn. Xin lỗi Radley. Nằm bên này à. Á, anh làm cái gì vậy? Tin chưa? Nhọt, đừng có đụng vô, coi tao đừng có đụng vô. Bản đồ kho báu. Mày, tụi mày dắt tao đi đâu lòng vòng vậy? Định chơi tao hả? Thì cái bản đồ dẫn đi đâu thì tôi đi theo đó thôi. Mấy ông đi không? Đi về. Mẹ ơi. Ê, đá méo bản đồ sao? Hư bản đồ làm sao tôi dẫn ông đi? Tao quên. Mày có tin đó.
tao lóc cái bản đồ mày ra không? Nó nói đúng rồi ông ơi. Ông lỡ đá té cái bản đồ rồi đi lộn đường rồi sao? Tao tém cái mỏ mày bây giờ. Tao cạo râu mày luôn á. Má ông từ từ chứ, làm gì mà hung dữ chứ vậy? Mày cô đừng có la, nó mừng cô bây giờ đó. Đi tiếp. Ê, tụi mày giỡn mặt với tao hả? Liệu mày liệu tao lụm mày luôn á. Wow. Cá tính sexy. Nhìn phong cách là biết băng của phố chảy nước đúng không? Còn không tụi bay đi. Mà tụi bay không nói tụi tao biết. Tại sao tụi bay biết tao ở đây mà tới? Tất nhiên là nghe con người báo. Cũng hay. Tụi bay là băng nào? Tụi tao bằng cá sét. Bỏ đi. Vậy còn tụi bay băng nào? Mày nghĩ đi. Tụi tao là con gái. Con gái thì băng vậy. Trân trọng giới thiệu cho tụi bay biết, tụi tao chính là băng keo cá nhân. Gì vậy? Gì dán mũi vậy cô nương? Chị ơi, cái thằng này nó thôi nách quá. Trời ơi, ui nách thì dán vô nách nó. Còn mày là băng nào? Tao cũng xin trân trọng giới thiệu cho tụi bay biết, tụi tao chính là băng. Nhìn cái này là tụi bay biết băng gì rồi chứ. Băng ca là để hốt xác tụi bay đó. Sao? Nay tụi bay tới đây làm cái gì? Định tranh giành kho báu với tao à? Tất nhiên. Ok, tất nhiên thì tụi bay lên. Cũng mệt mà. Đâm thọt Italy kìa. Ê, ai đã bắt con gái cổng bao giờ? Mấy anh nhìn kìa. Vậy là tới nơi thôi. Về đêm mất ôn tập đừng tha ôn sống khăn chiến kê. Về nước bay kê tê bê đúng bao ngờ nước tê ôn. Ôi thùm lịch tư được ôn nhìn xuân buồn một bê bô. Sắp tới hơi anh đặt tràn trái với liếc cân lòng thổi ôn cô chân sông tô khóc kiến sông tô gồ mật sông tô a đân gồm bóng chi vẫn đã bay ôn buồn quanh về đêm bóng ôn cực hoa ôn sông cánh chiến sĩ về đêm bay bay bay
đặt tràn trái với liếc cân lòng thổi ôn khô chân sông tô cốc dân sông tô hòa mật sông tô a đân đồng bình chi vẫn đam bay ôn vừa quanh đâm đi thọt qua kia đẹp hơn nữa kìa. Bên kia đẹp vui không? Ừ đi đi. Ờ đi. À, đi 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 đi. Qua bao kia kia. Kia đẹp lắm. Đi đi đi. Em đi đâu đâu? Mệt muốn chết rồi. Cái gì vậy? Đang vui mà. Có gì đó. Vui gì mà vui? Mọi người có biết mình qua đây làm cái gì không? Thì đi chơi. Mày. Tụi mình qua đây là tìm kho báu á. À quên. Mà mọi người biết cái nhiệm vụ bây giờ còn quan trọng hơn tìm kho báu là cái gì không? Là nhiệm vụ gì? Quan trọng dữ vậy? Đi ăn cơm đi, tôi đói bụng quá, sáng giờ chưa ăn cái gì hết trơn á trời á. Đúng rồi. À, thôi rồi, đúng rồi. Đúng rồi, có thật có gì đạo chứ. Nhưng mà lắc nhớ anh kia chơi nghe chưa? Ừ. Anh trai, cho em kêu đồ ăn đi, ở đây bán cái gì vậy? Ờ, bài cha, salmon ăn, clap tea ăn, đạt ăn, bò học ăn, sô cương tầm mốt. Trên hai, đây bị xa. Có ai nói gì giờ thích giùm không? Không hiểu gì hết trơn á. Hình như ảnh nói tiếng Campuchia á, hiểu không? Tao biết ăn bánh cam chứ tao không biết nói tiếng cam. Trời, tôi không hiểu luôn á. Cam chịu luôn á chứ không hiểu. Bây giờ làm sao anh Đâm? Mà không sao, không sao, diễn tả được. À, anh tôi muốn ăn cơm gà. À, I want eat chicken. Chip 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 chip. À tắc tắc. Áp vô xong đó tiếp nữa. Không hiểu rồi đó. Ủa, vậy hiểu hả? Vậy là vậy? Vậy là hiểu rồi hả? Ừ. Em muốn ăn I want eat a ờ cho nên có thích thôi. No no no. Eat a ba. 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 Áp vô xong đó tiếp xong đó. Bè bè bè. Vậy ăn gì mày nói gì vậy? Hồi nãy tội không có thịt bò, cái ông nó không có, cái thằng thịt dê. Trời ơi, vậy cũng được đó. Ăn gì? Tới gà kêu đi. Kêu đi, kêu lại đi. Em ăn bùm bùm. Con cá hả? Cá gì có bọc của trời. Cái gì? Cá gì ghê vậy? Làm sao? Cá đuối á. Là cá gì? Chết đuối á. Hiểu không? Hiểu rồi đó. Hiểu rồi. Em ăn gì? Ăn gì kêu đi. Ăn xúc xích. Ốp la. Trời ơi, tưởng gì dễ nè, cậu muốn ăn này nè. Trời ơi, cái này khó diễn tả còn chết luôn. Mày đứng vậy mày tụt. Diễn tả phải lịch thử chứ. Diễn tả là phải dễ. Nhưng mà phải tế nhị chút xíu. Là xúc xích là bự như đây không? Xúc xích à. Ốp la. Bà chủ ra luôn rồi. Tụi bay làm cái gì vậy? Tụi không hiểu tụi bay làm cái gì vậy? Nói tiếng Việt được không? Không hiểu tụi bay làm cái gì vậy? Tao hỏi tụi bay làm gì vậy? Người vừa Việt Nam. Này nè chị. À, cho em hai dĩa này. Ba dĩa này nữa. Bốn dĩa này cho bốn dĩa này nữa. Đúng rồi. Đi sợ vậy. Rồi nó chung một đống này đúng không? Đúng rồi. Rồi, để anh chốt. Ăn đi, ăn thoải mái đi. Sợ giờ biết nè. Chơi thoải mái đi. Xả láng thì không sao đâu. Sắp được ăn rồi. Tính tiền chị ơi. Trả chốt. Công nhận ăn thiệt trong á. Còn sức ăn luôn cái dĩa luôn á. Hay thật. Lát nữa tính tiền nha. Đâm quên mang bóp. Gà. Lát tính tiền luôn nha. Thọt mất bóp luôn rồi. Hên cho mấy anh đó nha. Gà có mang bóp á. Mà không có tiền trong bóp. Hả? 200.000 ria. 200.000 ria. Vậy bây giờ làm sao? Lila. Tưởng đâu gì hay lắm, cuối cùng không có tiền.
qua đây quét dọn lau nhà cho người ta. Nè rửa đi. Nè. Mệt ghê. Làm như tôi sướng lắm vậy á. Ăn cho đã rồi bắt người ta rửa chén. Đâm hận ly. Hận hận gì? Lo mà bóp cho thụt lông đi. Lông dài thòn mà cục đâu cục. Gì vậy? Thụt lông là tên của tôi. Ở Việt Nam người ta gọi là hai bưởi á, biết không? Bóp lẹ đi, bóp mạnh mạnh lên coi. Trời đất ơi, ăn nhiều mà bóp không được nhiêu vậy? Biết người gì? Vậy? Mới nói gì vậy? Vậy vậy? Giận, giận, giận. Biết rồi. Chị thật lợn. Ôi, vậy phải dễ thương không? Ôi trời, thương. Đó, gà đâm ly thấy hậu quả chưa? Gà đâm ly rồi nào? Gà đâm ly là tôi kêu tên ba người đó, gà đâm ly nè, hiểu không? Mệt quá. Gặp cái gì cũng ăn, gặp cái gì cũng kêu á. Bây giờ phải lang thang nước bạn nè. Cái gì vậy? Kêu cái mỏ chề nha Thọt. Còn nói nè hả, mày rằng ăn nhiều nhất á, giờ còn la hả? Hên là trong nhóm còn có tôi. Tôi dùng gian sắc của mình để mà quyến rũ bà chủ, mới giúp các bạn thoát khỏi nơi đó. Còn đem về một chút xíu quà mọn và một ít bạc lẻ nữa nè. Đâu đâu? Ê, nhiều đây sao đủ đi tìm kho báu? À, em có cách rồi. Có cách. Hay là mình đi về đi. Trời ơi, vô duyên gì đâu. Lặng nhất. Cái cách gì đâu, vậy cũng nói được nữa. Có tôi là chuyện gì cũng xong hết trơn á. Cái gì Thọt? Mình đã qua tới đây rồi thì không, mình không bao giờ từ bỏ được. Nhan sắc mình có hạn nhưng mà thủ đoạn mình sẽ vô biên. Ở cái đất Cam này rất dễ kiếm tiền, tại vì các bạn không biết thôi. Cách nào? Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Cái gì vậy? Là gì Thọt? Theo tôi. Ê! Ê! Hả? Lên lên! Tôi nói rồi, các bạn mà đi theo tôi là các bạn không bao giờ thấy lòng hết trơn á. Nghe lời tôi, cái dáng đầu tiên không? Ăn quá cho tiền luôn. Quá hay quá hay. Nè, cái dáng thứ hai mới đọc nè. Cái dáng thứ hai nè. Mấy anh thấy gà hay không? Gà đâu? Ai cũng đặt xỉu chứ. Nhưng mà ông bà ta nói á, cái gì mà đi theo nhiều quá dễ bị chìm xuồng. À, đúng rồi. Gà đặt tay ăn một đống. Mà em nhớ nhất là cái dáng cuối cùng á. Ăn vậy nó mới vui nữa. Cái dáng cuối cùng mà thiệt á, cười muốn xỉu ở đống đó luôn. Thằng cái nó chín luôn, mình ba chạm. Mày mới thua hết tiền đó. Đâu biết nước bạn là ba cào là tỉnh bù đâu. Hay quá, đi theo mày. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên gì. Bây giờ không còn một đồng, không còn một cắt, không còn tiền để lộ huế nữa, bây giờ tính làm sao? Thu kiểu này mình bày kéo khác, mình còn nhiều cách mà. Nó phải bữa nay là xong đâu, đúng không? Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. Ê, có cái này nè. Gì? Cầm đi, vô gỡ. Đi vô gỡ đi. Không được đâu, cái này nó không cầm được đâu. Cái này là vật của hồi môn, của gia truyền á. Cái này á là thời đời của ông cố, của ông cố nội mình. Cái để lại cho ông cố nội mình một ngày nọ, cái ông cố nội mình làm mất á, xong cái ông nội mình nó kiếm được. Rồi cái ông nội mình kiếm được, cái một hôm ông nội mình nó bị nghiện vụ, sai vụ, không có tiền á, mới bán cái đồng hồ này. Cái bà nội mình biết được, đi chuột cái đồng hồ về, cái bà nội mới cho ông ba mình cái đồng hồ này. Cái ba mình để lại cho má mình, cái má mình đi luôn cái để lại cho mình, cho nên là cái đồng hồ này không bán được. Trời, cái lịch sử đồng hồ cũng cực quá vậy. Nhiều đời lắm, cho nên căng lắm, cho nên ông để đeo thôi chứ không có bán được. Giờ sao? À, em có cách rồi. Ê, dài nữa hả? Mọi người tin em đi, lần này á là cách đường đường chính chính kiếm tiền luôn. Cách gì? Quay lại rửa chén cho quán cơm. Ừ, đúng rồi đó. Không, không, đừng, 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 đừng bắt tôi quay trở về đâu đó nữa. Nó ám ảnh cuộc đời tôi lắm rồi. Tôi không muốn quay về đó đâu. Không, 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 không. Không chịu thì thôi, không muốn thì thôi. Ủa, xin lắm. Cảm ơn nha.
kho báu về có tiền nha. Italy thích gì gà mua cho Italy hết luôn. Còn tao chuyến này về tao có nhiều tiền á, xong cái tao trả nợ hết cho người ta luôn để người ta khỏi coi thường tao nữa. Còn Đậm, mày có tiền mà làm gì? Thôi tao có tiền lúc đó tao hết nghèo rồi. Cha, đây có phải là địa điểm ít trên bản đồ không? Hình như là nó đó. Vào thôi. Ai đó? Ôi, sao có người Việt Nam này nữa? Nhiều khi có ai đó giả ma nhát mình đó. Em sợ ma lắm đó. Có gì đâu sợ, mình nhát lại. Ai đó? Đi đâu vậy này hả? Con đi chụp hình. Con đi săn. Con đi bắt giun và bắt dế. Còn con nhỏ này, con muốn đi toilet. Đi đi. Dạ thôi con không đi nữa. Mày giỡn mặt với tao. Tụi bay đừng có sao. Tụi bay đừng có sao. Chú ơi, chú đừng làm vậy nữa. Chú làm vậy giống ma heo đó, tụi con sợ. Ma heo? Chiếu mặt thấy ghê quá à. Tao đi sửa điện, tao phải rồi vậy tụi bay mới thấy mặt tao, hiểu không? Ôi, sửa điện sao nó giờ nhà nó hồn vậy? Một lát nữa nó mới sáng. Đó, trời, đúng một lát luôn à. Trời, nghe tao hỏi. Đám tụi bay đi đâu giờ này qua nhà của tao? Làm gì ở nhà tao? Nguyên đám tụi bay định vô nhà tao ăn cắp đồ đúng không? Ủa, cái này nhà của chú hả? Đây là nhà của tao. Ôi, còn kho báu gì ý. Cái gì? Hồ báo gì? Không nói gì đâu mà. Mày không nói thì tao sẽ ăn thịt thằng này. Cái gì kỳ vậy? Tụi con đi tìm kho báo rồi. Thằng này có bản đồ kho báo ngày mông đó nè. Kho báo? Bản đồ ngày mông? Kho báo? Bản đồ ngày mông? Mày có phải là Hồ Gà không? Ủa sao chú biết tên tôi? Ông nội mình là Hồ Hởi. Đúng rồi. Ba mình là Hồ Cốc. Đúng luôn. Chú là Hồ Mèo nè con. Hồ Mèo. Đúng rồi. Phải là người chú mà hồi xưa ba con thường nhắc. Đúng rồi. Dạ. Chú chờ cái ngày này lâu lắm rồi con ơi. Cái nửa tấm bản đồ trên mông của con, cái chỗ ít đó là nhà của chú. Còn cái phần bản đồ còn lại đến tìm kho báu. Nó ba đứa này thợ gì? Bạn của con á. Bốn đứa con là Gà, Tâm, Ly, Họ. Đủ tin tưởng đúng không? Tin tưởng chứ. Vậy thì được rồi. Bây giờ trễ rồi, vô nhà của chú tắm rửa đi, rồi sáng mai chú dắt tụi con đi tìm kho báu. Dạ. Trời ơi, cô Ly ơi, cô làm cái gì mà lâu quá vậy cô ơi? Tôi buồn ngủ quá nè. Anh đợi tôi chút xíu đi, mấy hôm nay không có đủ tắm nè. Cô đông đó cả tiếng đồng hồ rồi, chừng nào mới xong. Anh gà hả? Anh còn ở đó không vậy? Anh lên tiếng cho tôi đỡ sợ đi. Trời ơi, tôi mệt cô quá, tôi còn ở đây nè. Hay là anh kể chuyện gì vui vui cho tôi nghe đi. Vui cái gì? Giờ cô muốn nghe chuyện vui đúng không? Thôi giờ tôi kể cho cô nghe nha. Cô nghe xong rồi cô tắm lẹ, cô đi ra cho tôi đi ngủ nha. Cô tướng tôi bự vậy cô, mà hồi nhỏ tôi bị rắn nó lượt tôi cô.
có được tôi cái đến giờ cái tôi sợ con rắn luôn cô. Nó lớn lên cái tôi nhìn con gì tròn tròn dài dài cái tôi sợ đó cô. Cô có sợ con rắn không cô Ly? Tưởng gì con đó thì đâu mà sợ. Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Trong gì? Cái gì? Ở trong gì? Cái tay. Cái gì? Cái tay của anh. À, máu. Anh Gà. Ở đây là đâu vậy? Tôi chết rồi hả? Lên thiên đàng rồi. Tiên nữ đẹp quá. Có con rắn nước không? Họ làm thấy ghê. Con chưa chết hả chú? Hả? Chết rồi. Hả? Con rắn nước nó chết rồi. Vậy em chưa chết hả? Ừ. Nó cắn mày sao nó chạy nọc nó chết rồi. Vậy em chưa chết hả? Mày thương rồi hả? Mày phải chết lắm hả? Sao khuya rồi cô còn chưa ngủ nữa vậy? Sao anh cũng chưa ngủ? Tại bên này nóng quá, tôi ngủ mà được. Nóng vậy sao cho anh khăn cho tôi? Đi. À, tôi sợ cô lạnh. Tôi muốn hỏi cô này được. Chuyện gì? Tôi muốn hỏi cô từng yêu ai chưa? Rồi. Cô yêu là cảm giác làm sao ta? Yêu là mình luôn sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Và lúc nào tim của mình khi mà nghĩ về người ấy lúc nào cũng đập thình thịch. Đập rất là nhanh. Rất là nhanh luôn hả? Phải cảm giác này không? Ủa? Anh đang nghĩ về ai hả? Nghĩ về cô á. Yêu người ta lắm, tôi thương người ta lắm. Người ta đâu biết bao đêm tôi vẫn chờ, vẫn mong có một ngày đừng đi bên người ta. Gì vậy chú mèo? Ra kia ngồi chờ xe túc túc. Trời ơi. Trời ơi, trời xe thôi mà làm thấy ghê vậy. Đi bộ chứ sốc không chết luôn á. Ngồi đây đợi hả? Ngồi đây đi. Xe tới giờ. Xe túc túc tới hả? Ừ. Ủa? Thọt đâu rồi? Đúng rồi. Nãy đi với chú mà. Đẹp trai không? Dễ thương không? Cái mỏ mày cái gì vậy Thọt? Tông xuyệt tông, cái môi với cái quần. Lấy đâu vậy? Ai biết cái nhà của chú nè. Chú dài hả? Trời! Trời gì? Không phải, cái đó là kỷ niệm của bạn gái chú giữ lại vô làm kỷ niệm hiểu không? Trời sao con làm gì giống cà tơi quá vậy? Trời! Ủa cà tơi là gì? Bà đê. Cà tơi là bà đê là gì? Là cà tơi hả? Là cà tơi. À có nghĩa là ba đê là cà tơi, mà cà tơi là giống như là bóng cá vậy đó. Bóng mày bóng hay. Không có bóng, tao giỡn vui thôi. Ừ.
Trời ơi, tao là mê gái lắm, nhìn mày thấy quận luôn á. Rồi đúng rồi, đợi xem túc tới rồi đi thôi. Ê khoan. Gì? Italy đâu? Hả? Khùng hả? Ở đây là Campuchia. Đúng rồi, ở đây có cầu thủ nổi tiếng tên là Watanaka. Trời ơi, cái gì mà mọi người đá banh gì vậy? Thì con nói. Ý con nói là cô y tá tên Ly đâu? Y tá Ly á hả? Y tá Ly đi. Trời ơi, mình đủ mình đi thôi, mình đi xe túc túc thôi, kệ đi. Đàn bà phiền phức lắm. Đâu có được, mình đi chung, mình phải đi chung chứ sao không bỏ nhau được. Tôi ghét đàn bà lắm. Ghét con gái. Anh nhìn em dữ vậy? Ý nói là tại sao nãy giờ để cho 40 tuổi chờ dữ vậy? Chứ không chết luôn hả? Tại vì mặc bộ đồ này nó hơi lâu. Ôi trời. Trời là đúng rồi. Con gái người ta phải thay đồ, chỉnh sửa đồ đạc, đi ra đường phải đẹp đẽ chứ. Vậy mà đòi bỏ con gái người ta à? Vô tâm. Sao mọi người nhìn tôi quá vậy? Ở đây có bán bánh nhân trộn hả? Là sao? Trở mặt á. Tôi vậy chứ. Em kiếm đâu ra bộ đồ đẹp vậy? Của chú á. Ê! Chắc ta! Đây! Cái bộ đồ này của người yêu chú. À, hồi xưa bạn gái chú mặc đẹp y chang như này, chú đem về chú làm kỷ niệm. Mà bây giờ bà thôi con hiểu mà. Chú mèo à, dầu gì thì cô ấy cũng đã màu xanh mã đẹp rồi. Một phút mặc niệm bắt đầu. Bồ cua chú nào đã đi xa. Trời ơi, tụi bay có bị khùng không vậy? Bả còn sống nhăn răng kia kìa. Ủa vậy hả? Sống hả? Ừ. Tự nhiên thở. Một phút mặc niệm đi. Trời ơi, còn sống ai biết gì? Tự nhiên nó bây giờ thì thở dài ai biết gì đâu. Tung. Tung. Con biết cách nói chuyện đâu. Chú nói chuyện cho. Chú nói chuyện mà. À. Dạ. Xin tốt. Dạ. Ê. Thôi lại đâu. Đi. Ok. Lấy kia. Chú kêu sao mà nó chạy luôn vậy? Chú nói gì vậy? Này chắc không phải dân địa phương ở đây á. Trời ơi, vậy cũng bài đặt đòi dân bản địa kêu xe để con kêu cho. Xúc xúc! Anh kiểu gì vậy? Kiểu xe. Người ta là túc túc ông nội ơi. Xúc kéo thì thôi, xúc mày thì có. Má ơi, lên xe không? Ủa, ở đây cũng có nữa hả? Đi! Italy đây nè. Ủa mà sao chú người bản địa chú kêu không được mà Italy kêu được vậy? Ông này bản địa, còn cha nãy là bản đồ. Ừ. Thôi chú đừng biện minh quá, người ta tên là Chúc Chúc chứ không phải Xúc Xúc. Lên. Ủa gì là Chúc Chúc hay là Xúc Xúc? Thôi lên lẹ đi, chở cha nó. Trời ơi. Ừ, trời ơi, chạy giọt quá vậy? Cái gì vậy? Chạy giọt quá. Giọt quá. Ừ. Quá à. Quế, sao quán nhiều quen vậy? Quán này là của dì Thọt Lon mà. Ủa sao biết tên bạn gái cũ của tôi vậy? Ừ? Bạn gái cũ? Hả? Vậy bộ đồ này là... của bà. Ông Mào. Tới đây chi vậy? Thật lòng. Ông có chắc nó là cháu của ông không? Không lẽ giờ tôi bắt nó đứng lên tụt xuống cho bà coi. Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi. Con biết không, hồi xưa ông nội thương cô như con dâu trong nhà,
Nhưng mà chú của con á, ăn chơi trác tán, rượu chè bé bét, không có biết đường về. Bởi vậy ông nội mới trao trọng trách cho cô là chỉ dẫn đường tới kho báu. Thôi được rồi, tất cả theo tôi. Ui da, bà lên trước đi, nghiêng xe quá. Lên lên tụi con, mau lên mau lên mau lên, chỗ này của tao ấy, chủ qua đây rồi. Đuổi theo. Lên đường nào, kho báu ơi. Con mẹ tụi mày muốn chạy hả? Ủa nó nghe nè, bộ có thằng Tiên cho Điên đi chơi với mình nữa hả? Đâu, 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 Điên á. Đâu, kệ á. Nó lưng mình đây. Chạy, 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 chạy. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Tụi mày chạy đi. Trời đất ơi. Chạy lẹ đi. 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 Đuổi xe đi. Chạy lẹ đi. Chạy lẹ đi. Chạy lẹ đi. Đi 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 tụi con đi, trời ơi còn đứng đây gì nữa, đi đến kho báu của tụi con rồi, nhanh lên. Tôi nói đi. Ông nha, không nên nâng cái gì, đừng cháu không theo nữa, dẫn thằng hồi chi xác tới đây tại tôi xúc xổ lỗ đau lâm la. Giờ có kho báu rồi, tôi sẽ sắm sửa lại cho bà. Sắm cái gì mà sắm? Phải, tại tụi nó tham lam đó chứ, nó cướp kho báu mình nhưng mà mình chắc đuôi được rồi. Yên tâm đi, tụi nó đuổi không kịp mình đâu. Chắc chưa? Chắc rồi. Cháu tôi nó giỏi lắm, lên nhanh lên.
Mà đi nhanh lên coi. Ông hai ông đi trước đi. Thôi. Wow. Trời ơi, ở đây nhiều đuốc quá vậy. Ủa? Tới chưa? Phải chỗ này không vậy? Đúng nơi rồi đó. Cái gì vậy? Kho báu đâu? Ơi. Ông nội á thì chỉ đường cho ta tới đây. Còn kho báu không có biết. Con, ông nội á để kho báu cho con phải tự kiếm đi. Rộng quá sao kiếm? Kiếm phụ đi. Trời ơi, tản ra mà kiếm. Thôi, chị, đi. Chia ra đi chứ đứng vậy biết chừng nào mới tìm được. Chắc là giấu ở đâu đó đó. Coi trong mấy cái hốc đi. Coi trong cái hốc nào coi. Tụi mình vào rồi. Ê. Tên tiên chó điên. Người giàu phải là tao chứ. Sao mày biết tụi tao đây mà tới vậy? Đúng rồi đó. Chú Thọt, cảm ơn chú nha. Sao? Mày biết tự nhiên cảm ơn mày biết chuyện gì? Cảm ơn chú. Chú đã chỉ đường tôi tới đây. Cái gì? Trời Thọt, con người bán nước anh em vậy? Phản bội. Tụi mày khùng quá. Tụi mày lên đây mà. Thế nào thì tới được. Thôi. Tụi mày ồn ào quá. Nhờ nó mà tao định vị được để tới đây. Mày hiểu chứ? Làm cái gì mà sợ quá vậy? Nè, chú Thọt, thấy chú có dễ nghe lời anh, tặng chú nè. Thôi. Đẹp như vậy? Tặng á. Tặng luôn. Trời. Thôi, giỡn mày. Con còn đẹp như không dám tặng tôi cái gì? Cái gì vậy? Chỉ cần chú ngoan là được. Ông có lời vợ mà đi hả? Tao đâu có biết đâu. Chó. Mày tham và mày ngu lắm. Bây giờ mày đập để được cái gì? Muộn hết rồi. Tụi bay còn chờ cái gì nữa? Vô lấy kho báu cho tao. Dạ. Nhanh lên. Ôi ơi. Gà. Đây là kho báu của ông nội mày để lại cho mày. Chắc chắn mày phải biết cách lấy. Vô lấy cho tao. Nhanh. Không được con. Con làm gì không được. Cái này phải để cho chú làm. Nha. Để cho con lấy. Không. Để cho chú lấy mà. Để cho con lấy mà. Để cho chú lấy. Hả? À, mèo. À. Mèo. Mày định làm cái gì tao? À. Hả? Hai chú cháu mày định diện để lấy cái súng tao. À. Dễ. Bước vô trong đó lấy cho tao. Nhanh. Gà. Con không được lấy. Con mà lấy nó cũng bắt. Con lấy con bắt nét đầu ổng. Vô đó. Gà. Đi vô nữa. Hay quá. Ông có sao không? Vô trong lấy kho báu cho tôi. Ô, ông mày giỡn à? Tôi không có giỡn nha anh. Anh không nhận ra tôi là ai hả? Thời gian qua em ở bên anh chỉ vì kho báu thôi hả? Vậy anh nghĩ tôi thương anh vì cái gì chứ? Anh vừa khùng vừa khờ, làm sao mà tôi có thể thương anh? Tôi yêu người ta lắm, tôi thương người ta lắm. Người ta đâu biết bao đêm tôi vẫn chờ, vẫn mong có một ngày đừng đi bên người ta và khẽ nói tôi đã yêu người ta. Tôi yêu người ta lắm,
chỉ một người sẽ không có bao giờ yêu thêm người thứ hai. Cầm bàn tay xanh bước bên người ta đến suốt đời. Cầm bàn tay xanh bước bên người ta đến suốt đời. Thôi không nói nữa. Một là anh lấy kho báu cho tôi. Hai là anh sẽ chết. Anh chọn đi. Em bắn anh đi, bởi vì em là kho báu của cuộc đời anh. Làm gì mà khóc dữ vậy? Không chịu bỏ lỗi. Ông cứ để tụi nó khóc đi. Tôi chịu không nổi. Gà ơi. Ê, mọi người làm cái gì mà khóc ung sùm vậy? Gà, ở đây khói quá, chịu không nổi, khóc quá. Dạ ơi, tụi tao có chuẩn bị gà cho ông nội mày rồi nè. Làm gì tới trễ gì vậy con? Kẹt xe. Sao mày? Kẹt ở đâu? Hồi nãy tao với thằng Đâm đi có bị kẹt đâu. Kẹt cái bánh xe nè. Lẹ đi, vô cút mà. Thôi thôi, vô lẹ đi. Nãy giờ em đẩy anh có mệt không? Mệt chứ, rơi đi bà. Cái mấy chỗ cứng á, phải đẩy mạnh mới qua được đó. Em đẩy anh đi, lát giờ anh đẩy em lại. Nhớ nha. Ông nội ơi, cuối cùng thì con cũng thực hiện được tâm nguyện của ông nội. Cảm ơn ông nội đã phù hộ cho con, để con tìm được kho báu của cuộc đời mình. Kho báu của mày thì mày giữ đi. Ừ, đúng rồi đó. Kho báu mày mày giữ đi. Bây giờ nói tới kho báu chung của chúng ta nè. Ừ. Bây giờ mình hãy tìm một cái quán gì đó thật sang trọng, mình ăn uống no say, xong sau đó mình sẽ chia kho báu của chúng ta. Kho báu gì? Ừ, thì cái rương đó chú. Chú đừng nói một mình chú ăn hết cái rương đó chứ. Đừng có chơi dơ vậy nghe chưa. Bệnh lắm. Ăn con mắt của mày á. Mày muốn ăn không? Oh. Gà ơi, cuộc hành trình chỉ mới được nửa đường thôi con à. Ráng lên, ông nội tin là con sẽ làm được. Hả? Còn cái bản đồ trong rương này nữa thì sao? Hả? Còn nữa hả? Khoan, còn bản đồ là còn nữa nha. Năm sau chi tìm kho báu tiếp. Người ta lắm, tôi thương người ta lắm. Người ta đâu biết bao đêm tôi vẫn chờ, vẫn mong có một ngày đừng đi bên người ta.
thực hiện những cảnh quay tại Campuchia. Bây giờ chỉ còn 1-2 phần đoạn nữa là được lên xe về Việt Nam để quay những cái cảnh khác. Nên là bây giờ thì thời tiết đang mưa, bây giờ là 3 giờ chiều, 5 giờ thì anh em phải lên xe đi về. Bây giờ chỉ chờ hết mưa là sẽ quay lại một chút xíu nữa là xong với cảnh Bình Cam. Tay xanh bước bên người ta đến suốt đời. Tôi yêu người ta lắm, tôi thương người ta lắm. Người ta đâu biết bao đêm tôi vẫn chờ, vẫn mong có một ngày được đi bên người ta. Và khẽ nói tôi đã yêu người ta. Hồ Bùi Trung xin được cảm ơn gói data 3G và 4G của Mobifone đã tài trợ cho dự án này của Hồ Bùi Trung. Gói Facebook data và video data rất tiện lợi và tiết kiệm cho người sử dụng. Quý vị chỉ cần soạn FB1 hoặc IT1 gửi 999 thì chúng ta có thể lướt Facebook và xem YouTube thả ga. Ngoài ra còn rất nhiều gói dịch vụ tiện ích khác. Xin mời quý vị hãy cùng truy cập vào www.đăngkydata.mobifone.vn để biết thêm chi tiết. Cầm bàn tay xanh bước bên người ta đến suốt đời.